Rồi em chào toàn thể quý cô chú anh chị em đã quay trở lại kênh của là TK Bonsai nha. Em là vườn bonsai dân em ở Hoàng Nghĩa Chợ Lách Bến Tre. Số điện thoại em là 0774816331 nha. Số điện thoại em có Zalo nha. Rồi hôm nay em cũng có một số tác phẩm bonsai để sân để bàn, giá cũng tầm tung cho quý cô chú em mình tham khảo nha. Rồi em vô mã số 1. Số 1 em là một cây mai chú thủy tung nu cây để bàn nha. Cây nhỏ cây nhưng rất là duyên dáng nha. Mà cắt thì nó liền sẹo rồi. Cốt cành rất là già luôn. Rồi để em đo cho mình nha. Rồi hoành thân của nó là 6 cm đi. Chiều cao 8. Chiều cao là 8 và đường kính đàn là 25 nha. Rồi cây mai chú thủy tung nu, cây để bàn nhỏ gọn rất đẹp. Rồi 1B nha. Cây này em ký hiệu bằng chữ 1B. Rồi cây này 250g bao ship cho cây mãn thủy này nha. 250g bao ship cho cây mãn thủy này. Rồi 1B. Cây rất là duyên dáng nha. Rồi em qua mã số 1 nha. Rồi lên mã số 2. Số 2 là một cây linh sam song huynh lá tung nha. Cây này đế 24 giờ cốc cành cắt giật. Rồi bề đế là 43 nha. Rồi hoành thân vị trí này là 17. Chiều cao 22. Rồi đường kính tàn là 59. Cây sam song huynh lá tung, cây cốt cành cắt giật đế 24 giờ. Mã số 2B nha. Cây này 2.300.000 bao ship nha. Đây, dàn cốt ở đây. Dàn cốt là lớn nha. Dàn cốt rất là, này cắt giật rất là dữ dội. Cốt cỡ tay cái rồi. Rồi đế 24 giờ. Đây, cốt rất là to. Rồi 2B. Cây này 2.300.000 bao ship nha. Rồi em qua mã 2B. Lên mã số 3. Số 3 mình làm một cây nguyệt quế nha. Cây nguyệt quế thì dòng nguyệt quế nu nha. Rồi tổng bệ là 62. Hoành thân vị trí này là 20. Chiều cao là 25. Và đường kính tàn 48 nha. 3B. Cây nguyệt quế này dòng nguyệt quế nu nha. Này cũng đang nhóm bông nha. Cây này cũng đang chuẩn bị như full bông. Này cốt cành em cũng đã định hình hết rồi. Cũng có chỗ đã siết dây nha. Rồi có chỗ vị trí này là ép. Ép ngọn nha. Ép nhánh chứ không phải ép ngọn. Ép cái nhánh này ra. Mình để dùm chơi thì từ nó dính thiệt là dính cái mình phải cắt nha. Hiện tại nó đã dính lâu rồi. Nhưng mà em để cho nó ra dính mạnh hơn nữa. Để nuôi cốt bự hơn chút nữa. Rồi 3B 650g bao ship cho cây nguyệt quế nu rồi nha. Rồi em qua mã số 3B. Rồi em lên mã số 4B. 4B em là một cây sam tái già nha. Cây hành phẩm. Cây này hành phẩm rồi. Cây này em xuống lá của nó em xả dây ra hết luôn rồi. Xuống lá luôn. Cho nó ra chồi mới ra bao ra tái luôn. Rồi tổng đế gì 36 nha. Hoành thân vị trí này là 9 cm. Chiều cao 15. Rồi khuôn tạng gì là 32 nha. Cây này sam tái hành phẩm rồi quý cô chú anh chị ơi. Cây tật lắc cốt bài nha. Cây này thì hành phẩm rồi. Đây. Dàn xương dàn cốt rồi. Này sam tái xù nha. Quá trời dàn cốt quá trời chuẩn. Quá trời lên xù. Rồi đây. Sam tái xù. Cây hành phẩm. Tật lắc để bàn nha. Này em vô chậu tàu rồi. 4B. Cây này 2.900.000 bao ship nha. 2.900.000 bao ship cho cây sam tái xù, cây hành phẩm này. Cây này chừng 3-4 năm ngày nữa nó xịt tược lên nữ lắm nha. Rồi qua mã số 4. Rồi, lên mã số 5. Số 5 mình là một cây mai chú hỷ nu gò công quá lớn nha. Cây này nu gò công. Rồi hoành thân nha, vị trí này là 30 nha. Rồi đâu bình thường ở trên em đây 25 và chiều cao nó là 43 rồi khuôn tạng gì đi 90. Một cây gò công quá lớn. Mã số 5B. Cây này cốt cành cũng rất là già rồi. 5B. Cây này 2.800.000 bao ship nha. Cây mai chú hỷ nu gò công quá lớn này, xương dâm rồi rất là già.
Đây, cây này thì xả dây sạch sẽ rồi nha, không còn cọng dây kẽm nào luôn. Rồi 5B, cây này 2.800.000 bao ship cho cây nu gò công này. Rồi em qua mã số 5 nha. Rồi em lên mã số 6. Số 6 mình là cây mai chú hủy tung nu. Đây là cây mai chú hủy tung nu nha. Rồi hoành cũ 23 nha, hoành thân vị trí này nó là 18 và chiều cao 19, 18 luôn đi, đường kính tàng là 43. Rồi đây là cây mai chú hủy tung nu. Cây này thì nó cũng cốt cành rất là già rồi nha, cốt cành đã điểm dây nước 2 rồi, đã có xiết rồi nha. Về mình bấm bỏ mấy cái cọng nào xiết thì mình bấm từ từ. Và chỗ này thì nó hơi bị lỗi da chút nha, lỗi, nói chung lỗi da chứ không sao hết. Rồi mã số 6, cây này 6B, 650.000 bao ship cho cây mai chú hủy tung nu này nha. Rồi qua mã 66 lên mã số 7. Rồi số 7 mình là một cây tan vàng nha, mẫu đơn vàng. Mã số 7, cây này mà tan vàng nha, tan vàng cây dân nhân. Rồi hoành thân vị trí này nó là 16 và chiều cao 72 và khuôn tàn giờ 55 nha. Một cây tan vàng, cây dân nhân, cây đang phun bông rất đẹp. Rồi mã số 7, cây này 800.000 bao ship nha, 800.000 bao ship cho cây tan vàng này. Đây bông nụ ra nụ đồ dữ dội lắm nha, vàng chân đế cũng rất là đẹp, đang phun tược mạnh nha, đang ra tược rất là mạnh. Rồi mã số 7, cái này 800.000 bao ship nha. Rồi lên mã số 8. Số 8 là cây mai chú hủy tung nu, cây này cây tật búp măng. Rồi hoành thân vị trí này nó 21 nha, chiều cao 20 thì đường kính tàng gì là 46. Rồi cây mai chú hủy tung nu, cây tật búp măng nha, cây này em cũng điểm ở điểm dây nước 2 rồi. Đây cốt cành này rất là ok. Đó, về chỗ nào số dây nào đã xiết anh em mình về bấm bỏ từ từ được rồi nha. Rồi mã số 8, 8B, cái này 700.000 bao ship nha. Rồi qua mã số 8 nha. Lên mã số 9. Rồi lên mã số 9, đây là cây cần thân nha. Cây này hoành cũ nó là 32. Hoành thân vị trí này đi. Hoành thân đây 28 nha. Chiều cao 55. Giờ đường tới ngang vậy là 40. Một cây cần thân nha. Cây cần thân đang ra tược, đang ra tược lọc rồi nha. Tược nó rất là đẹp, đỏ đỏ rất là đẹp. Rồi mã số 9B, cây này 1.2 bao ship nha. Bắt nó nhỏ lại ra không? Mã số 9B, cây này 1.2 bao ship nha. Con cây cần thân này, cần thân này chơi phong thủy nha quý cô chú anh chị em ơi. Ra tược đỏ đỏ này rất là đẹp. Rồi qua mã số 9B nha. 9B 1.2 bao ship. Rồi lên mã số 10B là một cây sam hương Đài Loan vấn đổ. Hoành thân hoành tổng đế gì đi. 33. Rồi hoành thân vị trí này nó là 17. Chiều cao 40. Rồi khuôn tạng gì? 75 nha. Cây sam hương Đài Loan dáng đổ nha. 10B, cây này 1.400.000 em bao ship nha. 1.400.000 bao ship cho cây sam hương Đài Loan dáng đổ này. Này cốt cành này cũng rất là già rồi nha, đã xả dây hết rồi. Rồi cây này sam hương Đài Loan dáng đổ nha. Rồi mã 10B, cây này 1.400.000 bao ship nha. Rồi qua mã số 10B nha.
Rồi mã 11. 11B em là một cây nguyệt quế nha. Này dòng nguyệt quế nu. Cây nguyệt quế nu nha. Cây này là dòng qua nu dữ dội luôn. Rồi hoành thân 22 nha. Cho miệng chậu lên là 53. Rồi khuôn tạng gì? 1m04 đi. Rồi cây rang này đang phun đọt mạnh nha. Phun đọt mạnh để cho nó ra bông cho mình. Này cô này cũng rất là già rồi nha. Cây nguyệt quế nu. Đây, nu cục cục luôn nha. Rồi có bị lỗi rễ nhẹ đây. Lỗi mép da là lỗi ở đây, hai bên đang cuốn mạnh. Rồi 11B, cây này 1 triệu 900 cam bao ship nha. 1 triệu 900 cam bao ship cho cây nguyệt quế nu này. Rồi qua mã 11. Rồi lên mã 12. 12 em là một cây me. Cái này me me ngọt, me ngọt. Cái này me ngọt. Đợt đỏ. Rồi hoành thân đây là 20 nha. Vành cũ này. Vành cũ này là 35. Và chiều cao 36. Rồi đường kính tàn gì? 67 nha. Rồi, đây là cây me ngọt đọt đỏ. Này đọt nó đỏ đỏ nha, tại này nó già rồi nên em mình nhìn kỹ mới biết. Rồi cây này em cũng đã đem dây nước nước thứ ba rồi nha. Này chỉ về chơi chờ nó siết dây giữ cái mình xả ra từ từ bỏ được hết rồi. 12B. Cây này 1 triệu mốt em bao ship nha. Cho cây me ngọt này. Đây. Cây rất là duyên. Cây là đệm dây nước ba rồi. Rồi em qua mã số 12 này nha. 12B. Cây này 1 triệu mốt em bao ship nha. Rồi em lên mã 13. 13 là một cây linh sam song hình ghép với tang sam hồng phấn. Ủa phải tán phớt hồng chứ lộn. Tán phớt hồng nha. Cây này hoành thân 17. Chiều cao 28. Và đường kính tạng gì? 60. Song hình ghép với tán phớt hồng. Cây này thì chuẩn bị nó lá nó già lên chút nữa mình lặt lá mình làm bông luôn. Cũng chuẩn bị nhóm bông mình đợt mới. Mấy cây già gì là bông dữ lắm nha, bông suốt luôn. Không dàn xương dâm đâu rất là già rồi nha. Rồi 13B, cây này 800 g bao ship nha. 800 g bao ship cho mã 13B, cây sam tấn phớt hồng. Rồi em qua mã số 13 nha. Lên 14. 14 em là một cây cần thân. Cần thân gắn đổ. Rồi tổng bệ đế nó gì? 63. Rồi hoành cũ của nó đây. Cũ đây là 24. Chiều cao 25. Và đường kính tạng gì? 70 nha. Rồi một cây cần thân gắn đổ nha. 14B. Cây này 1 triệu 400 g bao ship nha. 1 triệu 400 g bao ship cho cây cần thân gắn đổ này. Đây, lật cho anh em mình xem dàn xương nữa nha. Dàn xương, dàn thân đều rất là đẹp. Rồi 14B. Cây này 1 triệu 400 g bao ship cái cây vào chậu luôn gì cho mình nha. Một cây cần thân gắn đổ nha. Rồi em qua lên mã số 15. 14 rồi, vô lên mã 15. 15 là một cây ổi tàu nha, ổi tàu lá tung. Cây này cũng đã hơn chậu rồi nha. Cây này khi nhận chuyển em rút chậu bó bầu nha. Rồi hoành thân nó 19. Chiều cao 48. Và đường kính tàng 77. Cây ổi tàu nha. Ổi tàu lá tung. Cây này cũng đang tái lai gai à. Cái này tái lớn hết rồi. Cốt cành em cũng đã xay ở tông em xả ra rồi nha. Chỉ còn điểm vàng xương dâm ngoài thôi. Rồi 15B. Cái này 1 triệu 300 g bao ship nha. 1 triệu 300 g bao ship cho cây ổi tàu lá tung này. Cây đã hừng chậu về đi em nhận chuyển rút chậu bó bầu nha.
Ở khi đi rụng lá chút nha quý cô chú anh chị, về đây nắng bình thường sẽ ra cho non cho mình nha. Rồi em qua mã 15 nha. Rồi em lên mã 16. 16 là hai cây tùng đổ. Rồi em đo cây tượng trưng thôi nha. Rồi hoành 5 cm đi. Cao 16. Giờ tổng tàn gì 48 nha. Rồi gặp tùng này, tùng la hán gián đổ nha. Cái này để cái này nó hơn bầu rồi. Về mình phối tiểu cảnh đồ chơi rất là đẹp. Rồi cặp này là 600k một cặp nha. 600k một cặp tùng đổ này. Rồi cây bên đây, xương nó cũng rất khéo nha. Rồi, em qua mã 16 này nha. Một cặp tùng này 600k cho cặp tùng này nha. Rồi em lên mã 17. 17B, một cây me này, me ngọt luôn. Rồi củ ở đây nó là 26 nha. Hoành thân ở đây là 21. Chiều cao 57. Rồi tường kính tàn gì 77 nha. Một cây me ngọt, cây dân nhân rất là đẹp. Cốt cành thì cũng đã có chỗ siết dây à. Về bấm bỏ là từ được rồi nha. Cây me ngọt, cây dân nhân rất đẹp. Rồi mã số 17. Cây này 1.200k bao ship nha. 1.200k bao ship cho cây me ngọt, cây dân nhân này. Đó, cây duyên dáng rất đẹp với chú anh chị. Rồi, em qua mã 17 này nha. Cây này 1.200k bao ship. Rồi em lên mã 18. 18 em là một cây kiều hùng. Đây, củ gì là 33 nha. Mình thân vị trí này 13. Chiều cao 43. Nhật khuôn tàn như vậy là 50 nha. Đây một cây kiều hùng nha. Bông kiều hùng nó rất là đẹp nha. Kiều hùng với điệp lào bông rất là đẹp. Này củ đường hân sắn sắn rất đẹp nha. Củ lên đường hân nó sắn lượng rất là đẹp. Kiều hùng cũng dễ bông lắm nha quý chú anh chị ơi. Nó già già nó ra được non là nó ra bông cho mình luôn à. Rồi 18B. Cây này 850k bao ship nha. Rồi cây kiều hùng này. Rồi qua cây kiều hùng nha. 19 đây. 19 đây là một cây mai chú hỷ kim giòn nha. Cây đế 24 giờ. Cây này cây bài. Chỉnh bài luôn. Chỉnh bài bonsai. Này là cây chỉnh bài nha. Cây này mình chơi thời gian nữa, mình nuôi cốt cành lên nữa, mình có thể đi thi đấu được nha. Cây này là dạng khung khổ thi đấu. Không biết được giải gì thôi, chắc cứu là có giải rồi đó. Nè, hoành đế là 25 nha. Hoành thân là 8. Chiều cao là 10. Và đường kính tàn 28 nha. Cây kim giòn, cây trực lắc, cây bài nha, đế 24 giờ. Cây này chuẩn bài. Đội mini nha, này mà cắt nó liền xẹo hết rồi. Đây. Nuôi 2 năm nữa dàn xương châm lên san hô, cái nữa là mình thi đấu được rồi. Cái này thì em vô chậu hơi lớn nha, mình vừa chơi vừa nuôi luôn. Ờ, đang lũ bông được mấy bông rất đẹp nha. Rồi cây này là tông khung khổ, cây chuẩn bonsai, cây thi đấu. Và nuôi 2 năm nữa mới thi đấu được nha, chứ giờ thi đấu không lợi người ta đâu. Rồi 19, cây này 1.8 bao ship nha. Rồi lên cây 20. 20 mình là một cây mai chú hỷ gò công nha. Rồi cây này hoành đế 63. Rồi hoành thân vị trí này đó là 28. Chiều cao 27. Và đường kính tàn 65. Cây mai chú hỷ nuôi gò công nha. 20B, cây này 1.500k bao ship nha. Cây này cốt cành nó cũng rất là già rồi. Đây, em nghiêng cho mình tham khảo nè.
Rồi số điện thoại em là 0774 816 331 nha. Số điện thoại em có Zalo luôn với cô chú anh chị. Mình nhìn cây nào không rõ thì các bạn em sẽ quay cây cho mình nhìn rõ hơn chút nha. Rồi đây. Rồi chỗ này thì lúc trước em có dặn cây thì nó hơi bị nứt xíu, nứt da xíu, nhưng em đã làm kiên cố lại, sức keo vô dẫn ra trượt non bình thường vậy nha. Nhưng để vậy cho nó mau lành hơn, vẫn phát triển mạnh bình thường, không gì hết. Rồi 20B, cây này 1.500.000 bao ship nha. Rồi em qua mã 20. 21 là một cây nguyệt quế. Đây một cây nguyệt quế này cũng rất là già cây. Cốt cành nó cũng đã siết dây rồi nha. Về có thể mình bỏ xả dây từ từ được rồi. Rồi bình thân vị trí này là 29 nha. Bình thân là 29. Cao 45. Rồi đường kính tàn là 99 luôn. 1 m. Khuôn tàn 1 m. Cây này đang mùa bông nha. Này chuẩn bị ra bông dữ dội luôn. Quá trời bông ơi, cây này chuẩn bị nhóm bông quá trời rồi quý cô chú ơi. Cây này rất là già cây nha. Cốt cành nó rất là già. Rồi mình quay dưới quay lên giùm cái anh thôi. Cây này nó có cái co đây cũng rất là ác chiến nha. Rất. Cốt cành mình về mình bấm dây bỏ từ từ được rồi. Rồi 21B. Cây này 2.900.000 bao ship nha. 2.900.000 bao ship cho cây nguyệt quế này. Nguyệt quế nè sữa, hàng sữa chi tiết nha. Chứ không phải lợp tàn nha. Rồi mã 11 của 21B. 2.900.000 bao ship. Rồi lên mã 22. Rồi 22 em là một cái mai chiếu hỷ. Này mai chiếu hỷ tung nu nha. Cây này rất là già cây. Rồi bệ đế nó 44 nha. Bình thân vị trí này đi. Thân vị trí này nó 19. Chiều cao 20. Rồi khuôn tàn như vậy. 63. Cho mai chiếu hỷ cốt cành già tật lắc nha. Cây này 2.400.000 bao ship nha. Cây này cốt cành ở trong cũng đã xả dây xả ra hết rồi, cốt cành rất là già. Về mình chơi chừng 2-3 tháng nữa, cái mình bấm dây mấy dàn thương dâm bỏ luôn được hết rồi. Đây. Rồi 22B, cây này 2.400.000 bao ship cho cây mai chiếu hỷ tung nu tật lắc cây bài này nha. Rồi em lên mã 22, giờ em lên mã 23. 23 là một cái khế găng. Cái khế găng già nha, cây dân nhân. Rồi nó bệ hao hạo gì đi. 72 nha. Hoành thân vị trí đây. Nó là 26. Chiều cao 75. Và khuôn tàn dân nhân xuống gì. Nó 82. Một cây khế găng, cây dân nhân rất là đẹp. Cốt cành già rồi nha. Cây này thì dữ dội, cây già, cây vàng nu lên dữ dội luôn. Cây cốt to lắm nha. Cốt có chỗ cả ngón tay cái mình nè. Đây cỡ tay cái bự hơn. Khế găng cây ghim nha. Rồi 23, cây này 2.800.000 bao ship nha. Đó, cây khế găng, cây này rất là đẹp. Những dàn nu mà nó sấy cây rất là đẹp nha. Nu mà dạng nu bẹ. Khế găng này khế găng bẹ nha. Rồi 23. Cây này 2.800.000 bao ship nha. Rồi 24. 24 cây này. Cây mai chú hỷ da đen lá lớn.
Rồi cây này bệ 74 nha. Vành thân nó đây, nó là 35. Chiều cao 35 luôn. Khuôn tàn gì 80. Cây mai chú hỉ da đen lá lớn nha. 25. 20 24B chứ. Cây này 1 triệu 400k bao ship. Cây này nó một cốt một cái gốc nó lên tọa lên 3 thân nha. Cái này là nó dạng nó dính liền nha chứ không có gờ nha. Rồi mai chú hỉ da đen lá lớn. Cây này cũng đang mùa bông nha. Rồi mã 24B. Cây này 1 triệu 400k bao ship nha. Rồi em vào mã 24 nha. Rồi em lên mã 25. 25 cục cây mai chú hỉ nu gò công. Cây này chân bế nó cũng rất ok, đường thân rất là khéo cây luôn. Rồi hoành thân nó 68 nha. Bổ bệ đế 68 chứ lộn. Hoành thân 28. Chiều cao 49. Và đường kính tàn là 84. Cây bên trên này chú hỉ nuôi gò công nó lớn. Cây này nó già cây nó già nước, nước da lên đen kịnh luôn. Chân bệ đế rất là đẹp nha. Bệ đế quá trời đẹp. Đường thân nha. Nước da lên da me luôn. Nó già nó ra xù xì quá trời rồi. Rồi 28 ở 25B, cây này 2 triệu 800k bao ship nha. 2 triệu 800k bao ship cho cây mai chú hỉ nu gò công. Rồi em qua mã số 25 nha. 25 2 triệu 800k bao ship. Rồi em lên 26. 26 là một cây me. Cây này cây me ngọt luôn. Me ngọt cây dân nhân nha. Rồi bệ đế là 40. Mình thân vị trí đây đi. 16 nha. Và chiều cao 49. Và tổng tàn gì là 60. Một cây me ngọt cây dân nhân. Cây này nhỏ cây nhưng mà đã điểm dây nước ba rồi nha. Rồi về mình cắt chơi cắt tỉa chút thời gian nữa mình bấm dây mình bỏ từ từ được rồi. Rồi 26B. Cây này 950k bao ship. Chỗ này nó bị lỗi da nhẹ chút nha anh em ơi. Lỗi nhẹ hai bên đang cuốn mạnh. Rồi 26B. Cây này cây me ngọt. 950k bao ship nha. Nhỏ cây nhưng mà viên dây các viên dáng nha, cây già. Rồi em lên 27. 27 là một cây mai chú hỉ. Này gò công luôn. Rồi bệ đế này là 62. Mình cũ đây đi. Cũ hẹo hẹo ở đây đi. Nó là 43. Hoành thân vị trí này. Hoành thân vị trí này 28. Chiều cao 29. Và đường kính tàn 68. Cây nu gò công cây này cốt ở trong đã xả dây rồi. Cốt gắt cũng lớn rồi nha. Có chỗ cỡ ngón út, có chỗ cỡ ngón tỏ rồi. Rồi 27B. Cây này 3 triệu 500k bao ship nha. Cây okay, mai chú hỉ nuôi gò công này. Cây nhìn rót cây cũng rất là đẹp. Rồi đây, mặt trước đây. Rồi, chỗ này thì nó có mặt cắt nha. Mặt cắt này cũng đang cuốn mạnh. Rồi 27B. Cây này là 3 triệu 500k bao ship nha. 3 triệu 500k bao ship cho cây mai chú hỉ gò công này. Rồi em lên mã 28B. Rồi qua 28B là một cây ổi. Cái này cũng là cây cú liếp nha quý cô chú anh chị. Cây ổi lớn nè. Cây này rất là lớn. Hoành thân vị trí này là 30. Ổi lớn nha. Hoành thân tới 30 nè. Cao hiện chậu lên là 28. Và tàn đổ như vậy. Là 77 đi. Ổi tàu lá tung nha. Hoành thân 30 lớn lắm nha. Chỗ này nó bị hơi cháy cái da nhẹ chút nha.
phần dưới đây nói chung là vẫn xanh tươi bình thường, chỉ bị trái nhẹ nó bứt tên nè. Cây này thì nó rất là lớn, hoành tới 30 đằng nha. Đây đường thân của nó đây. Rồi cái này khi vận chuyển thì em rút chậu bó bầu nha, chứ chậu này ship đi không nổi đâu, tại nó cũng vỡ à. Này là chậu nuôi. Cái này bầu đã xử lý nó rất là mỏng nha, về mình thay chậu là thoải mái nha. Rồi mã 28B, cây này 2.400.000 bao ship nha, cho cây ổi tàu nhắn đổ này. Rồi đây cũng là cây cuối clip nha quý cô chú anh chị ơi. Rồi anh chị em nào nhìn cây không rõ thì chụp hình gửi qua Zalo, em sẽ cho mình xem cụ thể hơn nha. Rồi kính chúc quý cô chú anh chị em mình thật nhiều sức khỏe. Rồi em xin hẹn lại những clip tiếp theo luôn nha. Em xin cảm ơn ạ.